Toyota Vios, xe form dáng mới đời 2018, kiểu dáng đẹp rộng rãi, bền bỉ, cực kỳ bền. Mà mức tiêu hao nhiên liệu của một chiếc xe 1.5 số sàn thì đâu đó lanh quanh khoảng tầm 6 lít, 7 lít thôi. Chi phí phụ tùng thay thế cũng vô cùng hợp lý. Em Huy sẽ tư vấn cụ thể và chính xác về xe. Dạ rồi, em Huy xin chào anh chị mình và chúc anh chị mình buổi sáng tràn đầy năng lượng ha. Niềm vui trong cuộc sống như là trong công việc. Hôm nay là đang đứng tại bãi mới ô tô Pháp Anh anh chị. Đó, đây, đối diện cái chung cư An Gia Bình Chánh, chung cư thật là to. Và đường và tìm vào bãi xe bên em á hiện tại rất là dễ và đã có Google Maps luôn. Nên anh chị mình á đã tin tưởng, yêu thương, ủng hộ, quan tâm á thì hãy nhấc máy liên hệ cho em khi cần tư vấn một chiếc xe hay là bán một chiếc xe gì đó anh chị ha. Nâng cấp lên đời cũng được, và cái số hotline em là 0777 55 2222 anh chị. Dạ rồi, hôm nay tiếp tục lại là chuyên mục review xe. Và hôm nay là em muốn giới thiệu đến anh chị mình một chiếc xe mà gọi là quốc dân luôn. Xe thì đời cao nên anh chị mình tha hồ có nhiều sự lựa chọn, đi gia đình cũng được mà chạy dịch vụ thì càng ok. Và đặc biệt một điều là cái dòng này, thương hiệu này nó rất là quen thuộc với cái người Việt Nam của mình rồi. Từ cái bền bỉ, bảo quản sửa chữa dễ dàng, chi phí hợp lý, và hai nữa là mức tiêu hao nhiên liệu cũng cực kỳ phù hợp cho anh chị mình luôn. Đây, cái dòng mà em chuẩn bị giới thiệu anh chị mình đây là chiếc Toyota Vios anh chị ha, form dáng mới luôn, đời 2018. Nhìn xe thì rất là đẹp, vừa dọn xe xong là quay nóng cho anh chị mình, ai có nhu cầu thì nhấc máy tìm hiểu ha. Đó, form dáng mới là anh chị, đó màu này luôn. Và chiếc xe này á 2018 anh chị, thì thứ nhất là xe là xài mâm đúc nè anh chị ha. Đó, về thì chi tiết bên ngoài thì đi thì có trầy trụa, mình phải sơn lại, dặm mát lại để cho đẹp. Và mâm cũng vậy đó, mâm là được sơn đều mới. Và đặc biệt là các cái chi tiết phía trong lồng về nè anh chị nè, hầu như là không có mục mọt hay là biến dạng gì hết anh chị. Không tích hợp đèn LED gương nhưng mà tích hợp đèn LED ở đây. Trước mắt mình là keo chỉ, keo chỉ là nguyên zin nguyên bản luôn. Tại những cái dòng này và đời cao thì hầu như là xe này trước đó gia đình cũng sử dụng anh chị, nên là không có vấn đề mà dính líu tới dịch vụ gì anh chị ha. Gia đình người ta đi nên mấy cái tắp bi nè anh chị thấy nè, còn rất là đẹp cho mình. Phim cách nhiệt thì cũng đã dán hết rồi anh chị. Keo chỉ nguyên zin nguyên bản luôn nè anh chị, cam kết và bảo hành. Đó là cái tiêu chí mà luôn luôn được bên ô tô Pháp Anh em là luôn luôn đồng hành cùng anh chị mình. Tắp bi cũng còn rất là mới luôn. Là tại sao em Huy nói là có hai sự lựa chọn, tại vì á anh chị đi gia đình á thì kiểu dáng sedan, ví dụ như mình ngồi hàng ghế sau cũng thoải mái. Và hai nữa là chiếc xe này là form dáng mới luôn anh chị ha. Form dáng sedan là luôn được gia đình sử dụng ưa thích, tại vì cái quan trọng là cái cốp xe anh chị. Cốp xe cực kỳ rộng luôn và được mấy anh chạy dịch vụ cũng ưa chuộng. Đây nè, cốp xe rộng tha hồ mình để đồ luôn, và các cái chi tiết phía bên trong đây nè cũng còn rất là mới anh chị ha. Đó, thu xe được cái là mình thu tận ngay người dân sử dụng, nên đâm ra cái chất lượng và cái giá trị xe thì mình kiểm tra cũng dễ và còn rất là đẹp. Đó anh chị thấy không? Đó, cái lồng gầm phía dưới nè, sơn là còn hầu như là nguyên zin nguyên bản luôn. Vỏ xi cua, mâm thì cũng còn rất là mới, và các cái chi tiết đây nè anh chị. Đây là keo chỉ nguyên zin nguyên bản của xe luôn anh chị ha. Đó. Keo chỉ cốp cũng vậy nè anh chị. Đó. Keo chỉ zin dễ dàng nhận biết lắm. Có nhiều anh khách hàng chia sẻ vui, anh kêu xem Pháp Anh review xe, chia sẻ cách mà tìm hiểu xe, đã qua sử dụng biết là bây giờ là từ không biết gì về xe mà rành luôn, rành về xe luôn, coi xe là có thể là một mình là tự tin đi xem xe luôn đó anh chị. Đó, keo chỉ nói chung là đẹp, liền lạc, nó không có cái dấu hiệu mà bóp méo cấn đụng anh chị ha. Đó, và những cái chi tiết này cũng rất là mới và sáng. Form dáng mới nên đèn thiết kế rất là đẹp. Và đây là chiếc Toyota Vios bản E anh chị ha. Đó, bên ngoài sơn cũng đã được bên em bát là các cái chiếc chi tiết này là anh chị thấy này, liền lạc. Đó, đó anh chị thấy không? Này, keo chỉ cửa bên đây cũng vậy nè, nguyên zin nguyên bản luôn anh chị. Đây, đó phía trong đây là cũng còn sơn zin luôn nè anh chị. Đó, đây thì có khóa an toàn thả em. Nói chung cái dòng Toyota thì là vừa bền bỉ nhưng đơn giản mà cực kỳ hiệu quả luôn anh chị ơi. Đi là không bao giờ mà nghe vụ xe mà lỗi lầm gì anh chị ha. Nguyên một cục máy bền, tắp bi xe được anh em về bên bộ phận spa lau chùi vệ sinh tì tay nè anh chị thấy nè, còn rất là mới và sáng luôn. Đó, và các cái xe bên em anh chị thấy không nè, phim cách nhiệt á đã được dán hết rồi. Hầu như á cái chia sẻ của Huy đến với anh chị mình á, chốt xe bên em á hạn chế tối đa, hầu như là không có luôn, là cái vấn đề anh chị mất thêm chi phí nữa. Tại vì nhận xe là em đã thay nhớt mới và lọc nhớt mới, và chiếc xe là em dọn hoàn thiện giống như là bên em đang sử dụng vậy đó. Anh chị chỉ cần đổ xăng hoặc đổ dầu vào và chạy thôi. Kể cả cái đăng kiểm xe trên đây nữa nè, hầu như thời hạn đăng kiểm còn rất là dài. Đăng kiểm xe này thì còn tới tháng 7 năm 2026 luôn, giúp anh chị mình á yên tâm. 2018 đi gia đình anh chị đăng kiểm được 2 năm, còn chạy dịch vụ là vô tư luôn. Đó, nãy giờ keo chỉ cửa này kia đồ là
còn rất là đẹp anh chị ha. Đây đó, chỉ zin nè, cảm nhận rất là dễ. Trong đây là còn sơn zin luôn nè anh chị ha. Đó, có trang bị đầy đủ nè, trợ lực nè anh chị ha. Đó, kèm theo đó là vật các cái tính năng của xe thì còn rất là bình thường luôn, và còn tương đối là còn mới cho mình tại 2018 anh chị. Đó, màn hình này ví dụ như bây giờ anh chị thích giữ màn hình này thì vẫn để nguyên, còn không thích á, lên á, chốt xe em cân đối, em hỗ trợ cái màn hình to hơn và kết hợp thêm cái camera hành trình cho anh chị mình luôn. Cũ số thì 2018 đây cũng còn rất là mới và sáng anh chị ha. Số thì vô rất là mượt mà. Đó, và các cái chi tiết như ghế da nè, ghế da thì cũng đã được chủ cũ á, bọc ghế da mới cho mình hết rồi anh chị. Đây, rất là mới và sáng. Túi khí là trang bị đầy đủ hết cho mình luôn. Đó, nên anh chị mình yên tâm tìm hiểu anh chị ha. Này, trần thì chủ cũ cũng đã lên trần 5D cho mình. Nói chung mấy cái dòng này á, được cái là ngồi rất là thoải mái. Và những cái chiếc xe phơm dáng như thế này là anh chị mình về mình đi gia đình á, ví dụ như ở địa phương mình có kết hợp xe hoa đồ á, mình chạy mình kiếm thêm cũng được. Còn không thôi, anh chị mà đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh còn dư thời gian á, các anh có thể đăng ký dịch vụ thêm Grab để chạy để kiếm thêm thu nhập anh chị ha. Ba người ngồi là vô tư, em là cao to luôn mà ngồi nè, còn rất là rộng rãi luôn, một diện tích rất là rộng. Đây đó, những cái dòng này á, là được cái thích thú á, là đi gia đình. Ví dụ như anh chị á, mà quê ở xa, hoặc là lâu lâu gia đình mình đi chơi xa, ngồi hàng ghế sau đi đường xa cũng cực kỳ thoải mái anh chị. Tại vì cái dòng sedan á, là cái khoảng cách trong xe, diện tích trong xe nó rất là rộng, nên giúp anh chị mình á, có một khoảng không gian nè, vô cùng thoải mái. Đó, ngồi hai bên nè, bên nào cũng thoải mái hết. Rồi, anh chị thấy không? Rồi, nãy giờ là mình xem cái phần nội thất và các cái chi tiết quan trọng của chiếc xe đã qua sử dụng. Bây giờ còn cái phần cuối cùng em muốn giới thiệu đến chị mình là động cơ. Nói về động cơ, nhìn vào một phát là 2018 nhưng mà đi người ta gìn giữ còn như thế này thì rất là đẹp rồi anh chị ha. Và cũng mới đây thôi, nên á, chi tiết xe còn rất là mới và sáng. Đây, những cái chi tiết này về là bên em vệ sinh, kiểm tra, lau chùi. Và xe này á là máy số nguyên zin nguyên bản cho mình luôn. Nên á, khung sườn chị nè, trong đây là còn sơn zin luôn nè anh chị. Đó, và các cái chi tiết này nè anh chị cứ lên kiểm tra cùng em, tại về là bên em đã kiểm tra hết rồi. Nói chung là máy số nguyên zin nguyên bản, và cái khung sườn, hai bên khung sườn đây là vừa còn sơn zin mà vừa đẹp, không có cấn đụng, không có gì anh chị ha. Đó, vừa kiểm tra đây xong rồi anh chị mình nè, kiểm tra thêm cái phần keo chỉ nè. Keo chỉ này là nguyên zin nguyên bản hết luôn. Đó, carbon này là nguyên zin theo xe nè anh chị ha. Keo chỉ cũng nguyên zin nguyên bản. Nên là chia sẻ anh chị luôn là xe đang rất là đẹp. Từ chỉ cửa, chỉ cốp và chỉ cabo, kèm theo đó là máy số cũng nguyên zin luôn. Nên chỉ mà còn nguyên zin nguyên bản thì chia sẻ anh chị mình là khả năng mà bị cấn đụng nó rất là thấp anh chị ha. Đó, máy móc là nổ im ắng cho mình luôn. Động cơ, nghe tiếng động cơ thôi là đã thích rồi phải không anh chị. Đó, máy móc á, tuy là nguyên zin nguyên bản, về bên em cũng kiểm tra, phải test lại một lần nữa, kiểm tra có cần vấn đề bổ sung hay là chỉnh sửa gì không anh chị ha. Còn nhận xe là đợi em thay nhớt, thay lọc nhớt cho mình. Cái này anh chị thấy không? Còn sáng trong đây là còn sơn zin luôn nè anh chị. Đó, các cái chi tiết cách nhiệt nè anh chị thấy không? Còn rất là mới và sáng. Đó, xe này á, có nhiều anh chị á, thích cái dòng Vios lắm, hay liên hệ cho Pháp Anh để tìm hiểu Vios, nhưng mà thực tế là ít có xe lắm anh chị. Tại vì lý do ít có xe á, là xe được người dân ưa chuộng, dùng nhiều quá, thấy hợp quá, đâu ai chia sẻ cho mình, trừ một số trường hợp đặc biệt thôi, bởi vậy mới rất là ít xe về. Và mỗi lần mà có xe về là tranh thủ dọn, kiểm tra thật là nhanh và báo thật là chính xác cái chất lượng của xe, để anh chị mình ở xa cũng như là ở gần muốn tìm hiểu xem đúng cái giá trị xe và chốt xe để đỡ mất thời gian của anh chị ha. Đó, vừa rồi em Huy vừa giới thiệu và chia sẻ cho anh chị mình dòng Toyota Vios, xe phơm dáng mới đời 2018 và đang được bên em bán với giá là 345 triệu, dành cho anh chị mình đi gia đình có một chiếc xe sedan kiểu dáng đẹp rộng rãi bền bỉ. Còn anh chị mà muốn chạy dịch vụ thì cũng hợp lý luôn, tại vì đời cao anh chị có thể đăng ký Grab hoặc là đăng ký các cái ứng dụng khác để mình chạy dịch vụ. Tại vì động cơ 1.5 á, nãy em cho anh chị xem cái phần động cơ á, cực kỳ bền, mà mức tiêu hao nhiên liệu của một chiếc xe 1.5 số sàn thì đâu đó lanh quanh khoảng tầm 6 lít 7 lít thôi. Và cái quan trọng tiếp theo là anh chị mình bảo dưỡng sửa chữa rất là dễ dàng, chi phí phụ tùng thay thế cũng vô cùng hợp lý. Rồi, anh chị mình đang trong giai đoạn tìm kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng, đặc biệt là Toyota Vios, thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Huy qua số hotline là 0777 55 2222. Em Huy sẽ tư vấn cụ thể và chính xác về xe thêm một lần nữa cho anh chị. Kèm theo đó anh chị không có thời gian
bên em sẽ giao xe tận nhà cho anh chị mình. Không đúng như cam kết, anh chị không mất 1.000 tiền cọc nào luôn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều dạ. Xin chào.